trong 90 phút thi đấu chính thức, các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Trọng Hoàng, Bruno và Việt Phong. Cầu thủ đã ghi bàn cho Thành phố Hồ Chí Minh là Huỳnh Kesslenvet 2 bàn. Xen giữa vào bàn thắng đó là pha lập công của cầu thủ đá vào sân từ ghế dự bị Akinade Ismail. Để quý vị đại biểu, quý vị khán giả hiện theo dõi, ban tổ chức chúng tôi cũng thông tin hai đội thắng một cặp đấu giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 1/8 cúp quốc gia Bambu Way 2019. Hai đội sẽ phải thực hiện thể thức thi đấu những loạt đá luân lưu 11m để phân định thắng thua cho trận đấu này. Đây là trận đấu mà bên phía đội chủ nhà, những cầu thủ đã rời sân trong 90 phút thi đấu chính thức là Bruno, Trọng Đại và Caio. Những cầu thủ đã rời sân bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu này là Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Minh Trung và Vũ Quang Nam. Những người đã vào sân bên phía Viettel ở trận đấu này là Vũ Minh Tuấn, Bùi Quang Hải và Nguyễn Việt Phong. Bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, những người đã vào sân từ ghế dự bị gồm có số 8 Trần Thanh Bình, số 24 Akinade Ismail và số 99 Phạm Văn Thành. Như vậy đây sẽ là trận đấu thứ hai tại vòng 1/8 cúp quốc gia mùa giải 2019. Việc phân định thắng thua của các đội bóng sẽ cần phải sử dụng đến thể thức thi đấu những loạt đá luân lưu. Trong trận đấu này thì câu lạc bộ Viettel đã ít nhiều thể hiện được sự trưởng thành. Họ bị dẫn trước nhưng đã bình tĩnh để kiểm soát trận đấu và tổ chức lối chơi theo ý định mình mong muốn. Họ có khả năng tạo ra được sức ép, họ có khả năng tạo ra được những pha kết nối có chất lượng cao. Và trong một ngày thi đấu chói sáng của Trọng Hoàng, họ đã có tới 3 lần lập công vào lưới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng cũng đây cũng là một trận đấu mà hàng thủ của câu lạc bộ Viettel vẫn cần phải rút rất nhiều những bài học, rất nhiều những kinh nghiệm. Sự thiếu tập trung trong hầu hết các pha phòng ngự khi đang dẫn trước đã khiến cho Viettel không thể đảm bảo duy trì được tính ổn định, sự an toàn, tính chắc chắn trong những pha chống đỡ. Họ dễ dàng dâng cho đối phương những cơ hội. Như vậy là Viettel sẽ là đội thực hiện những quả đá trước tiên. Người sẽ đá quả đầu tiên trong loạt 5 quả đầu tiên cho đội chủ nhà Viettel là cầu thủ tấn công Vũ Minh Tuấn. Vũ Minh Tuấn và Nguyễn Thanh Diệp. Cú đá rất căng của Vũ Minh Tuấn. Một pha xử lý quyết đoán của cầu thủ dày dặn kinh nghiệm bên phía Viettel.
Bây giờ là lúc mà Quảng Thế Tài phải đối mặt với Trần Thanh Bình, cầu thủ đã vào sân từ ghế dự bị bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số được cân bằng 1-1. Cú đá rất tốt của Thanh Bình, dù đó là pha bóng mà Quang Thế Tài đã đoán đúng hướng và dường như đã chạm tay vào bóng. Quả đá thứ hai của Viettel được thực hiện bởi một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm khác, đó là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải. Rất đơn giản, những pha chạy đà và đặt chân trụ đã trở thành thương hiệu của Quế Ngọc Hải, một phong cách rất Jorginho, và Ngọc Hải đã thành công với cú đá chính xác của mình. Tỷ số được nâng lên 2-1 ở loạt đá luân lưu cho Viettel. Cú đá thứ hai của Thành phố Hồ Chí Minh thuộc về chân sút ngoại binh Akinade Ismail, người đã có một bàn thắng trong 9 phút thi đấu chính thức. Cú đá treo góc trong hiệp chính đã đánh bại được Quảng Thế Tài, còn bây giờ là cự ly 11m. Không vào! Akinade Ismail đã làm quá nhiều động tác và pha bẻ lòng cuối cùng đã đưa trái bóng đi chạch khung thành. Cú đá lỗi đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh trong loạt đá 5 quả đầu tiên. Dường như việc đặt chân trụ không chắc đã khiến cho Akinade Ismail thực hiện cú đá bị bẻ lòng quá mức. Bây giờ là quả đá thứ 3 của đội chủ nhà được thực hiện bởi Trần Ngọc Sơn. Không vào! Cú đá quá đơn giản của Trần Ngọc Sơn. Bóng đi quá gần với vị trí của thủ môn. Thanh Diệp cũng đã đoán được hướng dứt điểm của Ngọc Sơn. Cũng đã có một quả đá hỏng của Viettel, nhưng tỷ số đã là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Và bây giờ là cơ hội để cho Thành phố Hồ Chí Minh có thể san bằng được cách biệt. Người đá quả thứ 3 cho đội khách Thành phố Hồ Chí Minh là tiền vệ trung tâm Đỗ Văn Thuận. Rất đơn giản, Văn Thuận đánh lừa được Quảng Thế Tài. Tỷ số được cân bằng 3-3. Xin lỗi các bạn, 2-2. Người đá quả thứ tư cho Viettel là Đức Chiến. Không chính xác. Cú sút bóng theo kiểu Panenka của Nguyễn Đức Chiến được thực hiện bị sai sót quá nhiều. Quả đá thứ hai không chính xác liên tiếp của đội chủ nhà. Người đá quả thứ tư cho Thành phố Hồ Chí Minh là Ngô Tùng Quốc.
Đó là một hậu vệ cánh tương đối đơn giản. Quang Thế Tài làm động tác quá sớm và Ngô Tùng Quốc không mấy khó khăn để phát hiện ra góc sút. Tỷ số được nâng lên 3-2 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo sẽ là quả đá cuối cùng trong lượt 5 quả đầu tiên thuộc về Viettel. Người sút bóng sẽ là Việt Phong. Bẻ lòng chính xác, Việt Phong cân bằng tỷ số 3 đều ở loạt 5 quả đầu tiên cho chủ nhà Viettel. Nhưng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội giành quyền đi tiếp nếu thắng ở lượt đá cuối cùng này. Người đá quả cuối cùng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là Huỳnh Kesley Anvet. Huỳnh Kesley đã thắng Quang Thế Tài trong 90 phút tới 2 lần, trong đó có một lần từ chấm 11m. Còn bây giờ không có gì sai sót trong cú đá cuối cùng của Huỳnh Kesley. Trận đấu khép lại với tỷ số 4-3 ở những đoạn đá luân lưu 11m. Đó là thắng lợi thuộc về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ là đội đã mở tỷ số trong trận đấu này và đã kiên cường rượt đuổi đối thủ trong một trận đấu mà đội chủ nhà đã có phần lớn thời gian thi đấu có thể nói là tương đối hay, với những pha phối hợp có thể nói là ở chất lượng rất cao. Việc Thành phố Hồ Chí Minh giành quyền đi tiếp có lẽ không có gì là bất ngờ. Đó là đội bóng có lực lượng tốt, có sự chuẩn bị có thể nói là phù hợp để hướng tới những danh hiệu ở mùa giải 2019. Còn với Viettel, một đội bóng tân binh, việc dừng lại sớm ở cúp quốc gia có lẽ cũng sẽ giúp cho họ tập trung tất cả nguồn lực vào chiến trường chính ở mùa giải này, đó là V-League, nơi mà họ vẫn cần phải có những nỗ lực ở giai đoạn cuối của mùa giải để khẳng định sự có mặt của mình. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giữa hai câu lạc bộ Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019 xin được dừng lại ở đây. Xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.